Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Huynh Vlog. Thì buổi chiều ngày hôm nay em cũng tiếp tục cập nhật một số thông tin được gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Ni và chị Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ cô chú là cái anh thám tử lùng này nè, với lại là cái bà mì xào đó, với lại là cái anh đạo diễn cùi á cô chú, là chuẩn bị là bỏ trốn rồi cô chú anh chị. Tại vì sao? Tại vì là vu khống chị Ni đó, nó lên những cái video là nói chị Ni là ăn trộm két sắt rồi sẽ ủ tờ đồ này kia 10 năm cho đến 20 năm nha cô chú. Thì mới đây cô chú anh chị là cái thông tin của em được biết là hiện tại bây giờ là chị Ni thì cũng đang là bình an nha cô chú. Bên Bolip bên đó đó cũng triệu tập cái anh người ho này đã đến rồi cô chú anh chị. Đỡ chi là đỡ cho cái anh người ho này á, là chứng minh cái số tiền mà ảnh vu khống chị Ni, anh nói á, chị Ni á, là lấy cái số tiền rất là lớn thì cho nên á, là Bolip phải triệu tập anh này đến để chứng minh là cái số tiền là thuộc về cái anh này nha cô chú. Mà làm gì mà có cái số tiền lớn như vậy cô chú anh chị đó. Mà như em được biết á, cô chú là ở bên nước ngoài á thì người ta đâu có cho mà bỏ cái số tiền lớn ở trong nhà đâu. Nếu có số tiền lớn ở cô chú thì phải bỏ ở trong nhà băng đó. Nhưng mà cái anh người ho này á là anh cơ khai cái số tiền mà nó vượt quá cái mức mà anh nói chị Ni là lấy cái sắt cô chú. Tiền ở đâu mà 18 triệu đô mà bỏ trong cái sắt được cô chú anh chị đó. Cho nên á là sắp tới đây nè, cái anh người ho này á, nếu mà chứng minh không được cái số tiền đó ở đâu mà có cô chú, thì chị Ni đó sẽ quay ngược lại là tố cáo là cái anh người ho này đó về cái tội là vu khống nha cô chú. Đó, vu khống rồi. Chẳng những cái anh người ho này không đâu cô chú anh chị, cái bà Hồ Nổ nữa nè đó, chị xâm trổ ở bên Mã Lai nữa cô chú. Vừa rồi á là cũng lên một cái livestream lên tiếng thẳng miệng luôn, nói rằng là chính tôi là người báo Bolip ở bên đó để bắt chị Ni nha cô chú. Thì đợt tới này mà nếu mà cái anh người ho này mà anh chứng minh không được cô chú, chứng minh cái số tiền này làm gì mà có đó, vu khống vô cái tội đó thì rất là nặng luôn. Thì chị Ni sẽ quay ngược lại là tố cáo cái anh này, rồi cái bà xâm trổ này nè cô chú anh chị cũng sẽ là bỏ trốn luôn đi. Chứ nếu mà chị Ni là tố cáo là bắt hết luôn cái nhóm đó luôn cô chú đó, cái bà xâm trổ này rồi cái bà bông tiết đồ gì đó cô chú anh chị. Mà theo như cái thông tin của em được biết á, là trong cái vụ việc đó cô chú anh chị, là chị Ni là giúp đỡ những cái nạn nhân mà bị cái chị Ngọc Hờ là vợ của cái anh người ho này á cô chú, đó là chiếm đoạt cái số tiền này là của những cái nạn nhân mà ở bên Việt Nam của mình nha cô chú anh chị đó, các tỉnh luôn, từ ở Hà Nội nè, Đà Nẵng nè cho đến thành phố Hồ Chí Minh của mình rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Cái bà này bảo về Việt Nam á cô chú là bà giá dạng đó, bà nói rằng ai muốn đi xuất khẩu lao động qua bên Malaysia là bà sẽ giới thiệu và dẫn đi cô chú anh chị đó. Thì người Việt Nam của mình mà cô chú thì cũng muốn qua bên nước ngoài để làm kiếm cái đồng tiền cho nó nhiều rồi về Việt Nam mình cho có cuộc sống ổn định đó cô chú anh chị. Nhưng mà chẳng may là bị cái chị Ngọc Hờ này là lừa gà, lừa một số tiền rất là lớn đó. Cho nên là chị Ni là người biết cái bà Ngọc Hường này đó, cho nên là muốn giúp đỡ những cái nạn nhân này và đến cái chung cư của cái bà Ngọc Hờ này với lại là cái ông chồng của bà này là cái anh người ho á cô chú đó. Thì sau khi đến chị Ni cũng đi cùng với Bolip bên đó nè, đến hai ba người cô chú rồi bắt đầu lên trên nhà. Nhưng mà cái chị Ngọc Hờ này đã bỏ trốn nha cô chú, rồi gặp cái anh chồng đó, bắt đầu là chị Ni với lại là những cái nạn nhân với lại là những người Bolip ở bên đó cô chú anh chị thì cũng hỏi đó cái số tiền ở đâu mà có. Thì anh người ho này trong lúc đó cô chú anh chị, ông nói rằng là không phải là cái số tiền của cái ông ta, đây là cái tiền là của vợ tôi đó. Thì sau khi mà là lấy cái két sắt cô chú thì mở ra cũng có là Bolip cũng nhìn giám sát luôn,
thì những cái nạn nhân đó mất bao nhiêu số tiền thì trả lại cho những người đó thôi cô chú anh chị. Mà sau khi kết thúc cái vụ việc như vậy á, là bắt đầu ông người Ho này ông mới là vu khống, ông tố cáo, ông nói rằng là chị Ni vào trong nhà ăn trộm kết sắt đồ này kia cắt kiểu cô chú anh chị, rồi ông cơ khai cái số tiền rất là lớn lên. Thì hiện tại bây giờ là bên police cũng đã là triệu tập đến rồi. Nếu mà cái ông này á mà không chứng minh được cái số tiền đó ở đâu mà có cô chú anh chị, là ông bị ghép vào cái tội là vu khống người nha cô chú. Người vô tội mà vu khống thì rất là nặng luôn cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ là cái chị Ngọc Hờ này nè, là vợ của cái anh người Ho cô chú, thì cũng đang là bị truy nã, cũng đâu có dám là lộ diện đâu cô chú anh chị. Cho nên á là chị Ni cũng đã là được bình an rồi nha cô chú. Đỡ cho cái ông người Ho này nè, sắp tới đây á là ông sẽ chứng minh đây, còn không chứng minh được là sẽ vào trong kia mà ở nha cô chú. Rồi chẳng những là riêng cái anh người Ho này đâu, còn ở Việt Nam mình rất là nhiều đó. Hiện tại bây giờ là như anh cứ chuyên gia là lên nói tôi là một thám tử, người tôi dân khắp nơi, ở đâu cũng có. Ừ đúng rồi, sắp tới đây nè là sẽ chị Ni sẽ về lại Việt Nam á, là sẽ bớ ông đi luôn đó. Mời cơ quan chức năng ở Việt Nam của mình là bớ cái ông này cùng với cái bà mì xào, với lại là cái anh đạo diễn Cùi nha cô chú, là cái tội là vu khống xúc phạm danh dự con người nha cô chú anh chị. Đó chưa như mấy ngày hôm nay thì cô chú anh chị cũng cũng được biết là cái nhóm này nè là nó lên những cái livestream rồi những cái video là nó chửi thậm tệ luôn đó, đến nỗi mà nó nói rằng là cái con vô ơn này sao không qua bên Mã Lai đi cứu chị ruột của mày, chứ chị ruột của mày là đang bị còng đồ này kia đó, thèm bánh mì Việt Nam mà không có ăn, mày bay qua bên đó mày mua bánh mì qua bên đó mày đưa cho chị mày ăn. Rồi nói rằng là hiện tại bây giờ là mẹ con của bên phía bên kia cô chú đó là chiến thắng toàn tập rồi, chứ con Ni nó đã bị ủ tờ rồi thì không ai còn bên cạnh của cái con vô ơn này, là bên phía bên kia nó sẽ là lắng áp. Mà ở đâu ra cô chú đó, một người đứng sau lưng luôn luôn bảo vợ chị Ni và chị Hồng Loan, đó là ai cô chú anh chị? Một người phụ nữ, chị luật sư Tuyết Ngọc nữa chứ cô chú. Thì hiện tại bây giờ cô chú anh chị sắp tới cái ngày ra tòa rồi á, là mặc dù có chị Ni hay không có chị Ni gì cũng vậy cô chú anh chị Hồng Loan cũng sẽ là mạnh mẽ cùng đồng hành với chị luật sư Tuyết Ngọc trong cái phiên tòa đó. Mà bây giờ chẳng qua cô chú anh chị mình ra cho có lợ thôi, chứ thật sự mà nói cô chú, phần thắng thì ai cũng đã biết rồi, chị Hồng Loan là người con, là chị Hồng Loan là được phép thừa hưởng thôi nha cô chú, chứ không phải là như cái dạng mà ăn nhờ ở kế mà đòi chiếm nhà thì không có nha cô chú. Thì một lần nữa cô chú anh chị, là cái tin vừa rồi cô chú là xác thật nha cô chú, đó là chị Ni á là cũng đang được bình an. Thì bây giờ là bên police bên đó cũng triệu tập cái anh người Ho này đến này để xác minh cái số tiền đó mà ông cơ khai vu khống chị Ni ở cô chú. Tiền ở đâu ra mà 18 triệu đô cô chú anh chị, mà 18 triệu đô ở bên nước ngoài cũng đâu có cho phép là bỏ trong nhà đâu cô chú, tiền lớn là phải bỏ trong nhà băng đó. Thì buổi chiều ngày hôm nay là em cũng xin phép là được chia sẻ cái video này được gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Hồng Loan và chị Ni được biết về cái tình hình hiện tại của chị Ni đang ở Mã Lai nha cô chú. Chị Ni vẫn bình an nha cô chú anh chị. Thì sắp tới đây á là sẽ bớ hết tất cả những cái nhân vật hiện tại bây giờ mà lên trên cộng đồng mạng lên livestream á, là bắt đầu là nói sai sự thật cô chú đó, như cái anh lùng rồi anh đạo diễn rồi cái bà xào nè đó, rồi cái anh người Ho bên Mã Lai á cô chú đó, anh quay ngược anh vu khống thì anh cũng sẽ bị bớ thôi cô chú anh chị. Chị Ni á là ở hiền sẽ gặp lành thôi cô chú, chứ đâu phải là mình sống ác mới gặp ác thôi cô chú. Dạ thôi cho em xin phép là kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ chào cô chú nha.